lột hai trứng đập 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 thế này này, đúng rồi, đập cho nó mềm trứng ra. Ừ. Lột nha, dùng tay bóc lột ra. Lột đi con, lột đi, đấy, đúng rồi đấy. Lột đi con, lột đi này. Đúng rồi. Lột xong mới được ăn, Đây, lột lên, đây này. Đây. Đấy, con lột đi. Lột bằng lại, tôi lột bằng tay. Lột đi. Đúng rồi, lột tiếp. Đúng rồi. Bỏ vào đây. Từ từ ăn. Một trứng nữa rồi ăn nha. À, đặt trứng nó mềm nha. Rồi.